Hello em Huế, xin chào các chị. Sau rất là nhiều những cái clip mà em đã giới thiệu cho các chị về những cái dòng trị liệu chuyên sâu tại spa thì khoảng 10 ngày một tuần thì chúng ta mới làm một lần. Thì có rất là nhiều chị quan tâm đến những cái dòng sản phẩm trị liệu liên quan đến cái việc mà chăm sóc cá nhân ở tại nhà. Và ngày hôm nay thì em làm clip này để em có thể giới thiệu với các chị tất cả những cái dòng sản phẩm mà liên quan đến cái việc mà chúng ta có thể sử dụng ở tại nhà hàng ngày nhé các chị nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu là ở trong cái dòng dược mỹ phẩm December thì nó sẽ có bốn cái bộ sản phẩm cơ bản là dùng để cho chúng ta sử dụng ở tại nhà hàng ngày. Thì nó sẽ chia ra rất là nhiều loại da khác nhau. Ví dụ như là cái bộ sản phẩm H cộng này là dùng cho cái da mà cần cấp ẩm, cấp nước, cái da mà nó giống như là có những cái dấu hiệu mà sần sùi hoặc là sạm xỉn màu thì các chị sẽ sử dụng cho em cái bộ H cộng này. Một cái bộ sản phẩm này của nó thì nó sẽ bao gồm có 8 cái lọ tinh chất. Đây là 8 cái lọ tinh chất nhé các chị nhé. 8 lọ tinh chất và một cái chai kem. Với những cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn là nó sẽ giúp các chị là giúp cho các chị có một cái làn da được căng bóng, ngậm nước và đặc biệt là không bao giờ bị những cái tình trạng khô da diễn ra nữa nhé các chị. Đó, thì với cái sản phẩm này thì các chị sẽ phù hợp với những cái độ tuổi, ví dụ như là phù hợp với tất cả các độ tuổi, từ cái độ tuổi mà tầm khoảng 18 cho đến những cái độ tuổi mà hơn 50. Chỉ cần biết là da của các chị bị lão hóa, da của các chị mà bị những cái vấn đề liên quan đến cần cấp ẩm và khô thì các chị đều có thể sử dụng cái dòng H cộng này. Giá của một bộ như thế này là 1.500.000, gồm có 8 chai tinh chất và một cái chai kem. Đây, một cái chai kem dưỡng này thì chúng ta sẽ sử dụng theo thứ tự là chúng ta sẽ sử dụng cái tinh chất trước. Sau khi sử dụng tinh chất thì chúng ta sẽ sử dụng đến kem. Cái tinh chất này thì chúng ta sẽ bôi sau cái lớp nước hoa hồng và sử dụng ngày 2 lần sáng tối cho em. Với cái thành phần chính của cái bộ sản phẩm này đó là chiết xuất từ 5 loại thảo mộc thiên nhiên với cái thành phần sodu hyaluronic và đặc biệt là cái hoa bóng nước, thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ giúp làm cho chúng ta có một cái làn da căng bóng như ngậm nước. Đó, đấy là cái mà tác dụng chính của cái bộ sản phẩm H cộng. Tiếp theo nữa em muốn giới thiệu cho các chị đó chính là bộ sản phẩm P cộng. P cộng này thì dùng cho những cái da là của những cái chị mà ví dụ như là lỗ chân lông to, da bị dầu nhiều, da bị những cái tình trạng như là mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn cám. Thì những cái chị như vậy thì hãy sử dụng cho em Huế những cái bộ sản phẩm liên quan đến P cộng này. Bộ sản phẩm P cộng thì cũng bao gồm có 8 cái tinh chất và một cái chai kem. Chúng ta sẽ sử dụng ngày 2 lần sáng tối và chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng thì toàn bộ cái vùng lỗ chân lông của chúng ta cũng như là toàn bộ cái dầu hoặc là những cái mụn ẩn của các chị nó sẽ cải thiện được khoảng 60-70%. Và một bộ như thế này thì các chị có thể sử dụng trong thời gian 4 tháng liên tiếp cả serum và cả kem. Nếu như hết serum thì các chị có thể mua lẻ ngoài serum, trị giá là khoảng 1 triệu cho 12 lọ, 12 ống serum nha các chị nhé. Đặc biệt nữa thì nếu như mà da của chị nào mà đã bị những cái dấu hiệu lão hóa từ độ tuổi khoảng 35 tuổi trở lên thì em Huế khuyên các chị hãy sử dụng cái bộ sản phẩm A cộng này. Với cái bộ sản phẩm A cộng này thì nó sẽ làm ngăn ngừa toàn bộ cái quá trình lão hóa, đồng thời là nó sẽ lấp đầy những cái nếp nhăn ở quanh cái vùng da của các chị. Với những cái thành phần chính là những cái thành phần chống oxy hóa mạnh nhất hiện nay thì với cái sản phẩm A cộng này thì các chị nó ngoài cái việc mà nó ngăn ngừa da thì nó còn có khả năng tái sinh những cái tế bào mới ở dưới cái lớp hạ bì da của các chị và giúp kích thích những cái tế bào mới đấy đẩy lên trên thay thế cho những cái tế bào đã bị lão hóa, bị nám sạm hay là những cái tế bào mà gây ra cái tình trạng mà da của các chị nhìn trông bị sạm xỉn màu hoặc là đối với những cái vùng da mà các chị thấy rằng là nó quá là sần sùi mà chị muốn thay mới một cái làn da khác thì các chị hãy sử dụng cho em Huế bộ tế bào gốc A cộng này nhé. Bộ này thì nó cũng bao gồm có 8 cái tinh chất và một cái chai kem, sử dụng ngày 2 lần sáng tối cho em Huế và ban ngày thì các chị sử dụng thêm một lớp kem chống nắng ở bên ngoài. Đó, thì sau khoảng 3 tuần thôi là các chị đã thấy cái làn da của các chị nó đã có cái sự cải thiện rồi. Và đặc biệt nếu như mà chị nào mà muốn có một cái làn da căng bóng, một cái làn da gọi là ngậm nước và không muốn đi tiêm những cái liệu trình như DNA cá hồi, DNA cá tầm hay là không muốn tiêm những cái chất căng bóng vào trong cái vùng da của các chị thì em Huế có một cái bí quyết nhỏ để mách cho các chị, đó là các chị có thể mix cái H cộng với cái A cộng này.
chúng ta có thể mix hai cái này với nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng ban ngày là H cộng, ban đêm là A cộng, và hai cái sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng song song với nhau để giúp cho làn da của các chị lúc nào nó cũng trong tình trạng là căng bóng và ngậm nước nhá các chị nhá. Còn đối với chị nào mà da bị nám này, em nghe lưu ý là da bị nám này, da bị sạm này, da mà cần phải nâng tông, da muốn làm trắng, và đặc biệt là da bị ví dụ như là đốm nâu hay tàn nhang, thì các chị hãy sử dụng cho em bộ kem dưỡng trắng chuyên sâu Y cộng này. Bộ này thì nó cũng bao gồm có 8 cái lọ tinh chất và một cái hũ kem sử dụng trong vòng 4 tháng. Với cái bộ sản phẩm này thì nó là một trong những cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ điều trị nám cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái hiện tượng như là cái nám nó bị bong chóc, lột tẩy, hay là không thấy cái hiện tượng cái nám nó bị loang rộng ra trên bề mặt như là những cái sản phẩm ở trên thị trường. Mà vấn đề là khi mà sử dụng cái bộ Y cộng này thì các chị sẽ thấy là cái đốm nám, đốm tàn nhang, đốm mà đốm nâu hoặc là những cái đồi mồi ở trên vùng da của các chị nó sẽ được cải thiện dần dần từ từ. Và sau đó thì tầm khoảng từ 3 tuần cho đến tầm 6 tuần thì các chị sẽ thấy rằng là làn da của các chị nó sẽ mờ dần những cái vết nám đó, và cái da của chúng ta nó sẽ đồng đều màu, nó không còn bị hiện tượng là sạm xỉn màu nữa, và đặc biệt là nó dần dần nó sẽ trắng sáng trở lại. Đó, thì với cái bộ Y cộng này thì em Huế đang kết hợp để sử dụng cho những cái chị mà trong cái quá trình mà muốn điều trị nám sạm tàn nhang. Chúng ta có thể kết hợp cái bộ Y cộng này với một cái chai tinh chất Glutamax C hoặc là để điện di. Nếu như ở spa thì sẽ là điện di, còn nếu như ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng cái C đó kết hợp với cái Y cộng này để điều trị trong cái quá trình mà bị nám rất là hiệu quả. Hoặc nếu như mà da nám của chị nào mà bị nặng quá thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái tinh chất C này. Chúng ta có thể sử dụng cái Essen này làm trắng này, và cái Y cộng này là kem dưỡng. Chỉ cần ba cái sản phẩm này thôi thì cái chắc chắn là cái hiệu quả với cái vấn đề mà nám sạm của các chị nó sẽ được cải thiện gần như là triệt để nhé các chị nhé. Đây là bộ sản phẩm mà hiện nay các spa và các bệnh viện thẩm mỹ hiện nay đang áp dụng rất là nhiều để trong cái quá trình mà điều trị hỗ trợ những cái bệnh lý cho khách hàng. Và các chị sử dụng cái bộ sản phẩm này ở tại nhà thì các chị lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng ngày 2 lần đều đặn, để sau tầm khoảng 10 đến 14 ngày là chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả của sản phẩm trên cái làn da của các chị. Hãy inbox cho em Huế những cái vấn đề và những cái tình trạng da của các chị để chuyên viên của bên em Huế sẽ giúp các chị có được một cái làn da thực sự là trẻ đẹp và ngăn ngừa toàn bộ những cái dấu hiệu lão hóa hay là những cái bệnh lý ở trên da của các chị. Bởi vì nếu như các chị mà loay hoay tìm hiểu những cái thông tin ở trên mạng thì nó sẽ rất khó biết được những cái thông tin chính xác của sản phẩm nào thực sự hợp với mình. Vậy thì hãy để những cái chuyên gia của bên em Huế giúp đỡ các chị và giúp cho các chị có thể lấy lại được cái sắc đẹp và tuổi trẻ của mình nhờ những cái dòng sản phẩm dược mỹ phẩm December chuyên cho spa và các thẩm mỹ viện như thế này. Nó rất là hiệu quả với chi phí rất là hợp lý nha các chị nhé. Hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo. Em Huế tạm biệt các chị.